Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở 3 câu của phần luyện tập 3. Các em nhớ là gì em? Nguyên tắc là gì? 1 cộng 2, 1 cộng 3 và 2 cộng 3. Nhớ không thầy cái công thức này là ra thôi. Đó, gâu là đó đó. À, thì hôm trước thầy giải là anh này là gì? Có nghiệm này, anh này là vô nghiệm này và anh này là vô số nghiệm, đúng chưa? Cũng giống như thầy đã hứa, thầy sẽ giải cho các em ở phần vận dụng 1 và 2 cái câu ở trong bộ sách cánh diều, đúng chưa? Hai câu trong bộ sách cánh diều ở đây. Thầy giải vận dụng 1 xong thầy sẽ giải cho các em hai câu này nữa là ok trong clip hôm nay nha. Clip sau là chuyển qua phần bấm máy tính. Bấm máy tính thì rất là nhanh. Bấm máy tính thì cả hai quyển sách thì thầy sẽ làm ở chung một clip thôi, được chưa? Ta đi sang phần vận dụng 1 em. Hà mua văn phòng phẩm cho nhóm bạn cùng lớp Hà, Lan và Minh. Ở trong đây có 3 ẩn này, chắc chắn là như vậy này. Tương ứng ở đây là X, Y, Z không chạy nào đó ha. Hết tổng cộng đây. Hết tổng cộng này. Tổng cộng là phép gì? Phép cộng. Nghĩa là người ta có cái phương trình đầu tiên là 3 thằng này cộng là bằng 820 nè. Hà quên không lưu hóa đơn của mỗi bạn, nhưng nhớ được rằng số tiền trả cho Lan ít hơn một nửa số tiền trả cho Hà là 5.000 đồng. Ít hơn một nửa. Như vậy ở đây chúng ta gọi là ít nè. Ít là Hà, Y là Lan, Z là Minh đi. Như vậy thì số tiền trả cho Lan ít hơn một nửa số tiền trả cho Hà. Hà là ít, đúng không? Như vậy thì một nửa của Hà đó chính là gì? 1 phần 2 ít trừ cho của Lan là bằng bao nhiêu? 5.000, đúng chưa? Số tiền trả cho Minh nhiều hơn số tiền trả cho Lan. Minh đâu? Minh là Z nè. Đấy, nhiều hơn số tiền trả cho Lan là 200 mấy? 210. Nhưng mà của Minh nè nhiều hơn của Lan là ít, là 210. Đó, chúng ta có cái hệ phương trình này là xong. Ok chưa? Nhưng mà trong quá trình làm chúng ta phải gọi ẩn rồi các kiểu chúng ta làm ra nha. Nhưng mà người ta hỏi là hỏi cái gì thì chúng ta gọi nó. Hỏi mỗi bạn Lan và Minh phải trả cho Hà bao nhiêu tiền. Thì bây giờ biết nó bạn trả bao nhiêu tiền thì chúng ta chỉ gọi số tiền của Hà, Lan, Minh lần lượt phải trả lần lượt là gì? X, Y và Z. Sau đó chúng ta theo đề bài này chúng ta lập cái hệ phương trình này ra để chúng ta giải X, Y, Z ra là xong. Sau đó chúng ta kết luận. Em hiểu chưa? Đó, cái cách làm là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta cứ căn cứ vào cái số tiền mà người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ gọi cái đó. Hỏi mỗi bạn Lan và Minh phải trả cho Hà bao nhiêu tiền. Như vậy chúng ta sẽ gọi này, số tiền Hà này, theo thứ tự này, Hà, Lan, Minh này, phải trả lần lượt là X này, Y này, Z này. Ở đây đơn vị là 1.000 đồng đó, 1.000 đồng. Và cái điều kiện của chúng ta đây là X, Y và Z ở đây phải gì? Lớn hơn 0. Trả thì không thể nào bằng 0 được, đúng không? Như vậy theo đề bài này, theo đề bài ta có thứ nhất là cái số tiền tổng cộng này phải trả này là 820.000 đồng này. Số tiền tổng cộng là bao nhiêu? 820k đi, 1.000 đồng á. Nên từ đây ta được cái hệ, được cái phương trình đầu tiên X cộng Y cộng Z sẽ bằng là 820. Ta ký hiệu đây là 1, phương trình 1 á. Em hiểu chưa? Bây giờ tiếp tục số tiền, đây ta dựa vào cái chỗ này này, đây này, câu này này, để chúng ta lập phương trình thứ hai này, đúng không? Số tiền trả cho Lan ít hơn một nửa. Một nửa nghĩa là nhân với 1/2. Một nửa số tiền trả cho Hà là 5.000 đồng, nghĩa là 5k. Ta suy ra, ta có phương trình là gì? Một nửa của Lan là tại loại một nửa của Hà là ít, đúng không? Hà là ít, trừ cho của Lan là Y sẽ bằng là 5. Từ cái này thì chúng ta quy đồng lên, lấy 2 nhân lên đây và 2 nhân lên đây. Từ đây chúng ta tương đương là X trừ 2Y sẽ bằng 10, đúng không?
lãi số 2 nhân huy động ở đây, và lãi số 2 huy động ở đây là 10, ta ký hiệu đề đây là 2. Tiếp tục một ý nữa, số tiền trả cho gì, trả cho Minh nhiều hơn số tiền trả cho gì, cho Lan đúng không, cho Lan là 210k. Từ đây ta suy ra là gì em, ta có z trừ cho y sẽ bằng 210, hay từ đây ta tương đương là viết y trước trừ z, trừ y cộng z sẽ bằng 210, ta ký hiệu đây là 3. Từ 1, 2 và 3 ta có hệ phương trình, đó chính là gì em, x cộng y cộng z bằng 820, ở đây là x trừ 2y sẽ bằng là 10, và trừ y cộng z ở đây bằng 210. Từ đây ta giải ra để suy ra x, y, z. Ở đây chắc có lẽ chúng ta sẽ bấm máy tính nha, chúng ta sẽ bấm máy tính, chứ còn cái này mà giải theo phương pháp gâu nữa thì nó lâu lắm các em ạ nha. Rồi em nhìn này, tí thầy sẽ phần 3 thầy hướng dẫn nhanh. Chúng ta bấm menu này, 9 này, bấm menu 9 nha. Trên thầy đang hướng dẫn cái máy tính Casio FX580VNX các em nha. Ở đây một là hệ phương trình, hai phương trình, như vậy chúng ta chọn là số 1 phương trình, mà hệ phương trình số lượng ẩn ở đây 2, 3 hoặc 4 thì chúng ta chọn là 3. Đó thì cái này biết rồi thì qua cái phần 3 trong clip sau em, thầy hướng dẫn bấm máy tính thì thầy sẽ làm nhanh nha. Như vậy đây hệ số này là 111 này, 111820. Như vậy chúng ta nhập đầu tiên là 1 1. Khi nhập thì enter là dấu bằng này em nha, 1. Đó, rồi tới kia là 820. Bạn nào mà không vẫn á thì vào ở trong 49 clip hướng dẫn về máy tính Casio ở trong kênh của thầy có em nha. Tiếp tục đây là 1 âm 2. Ngay chỗ đây Z không có thì chúng ta nhập số 0 nha. Z không có thì nhập số 0. Như vậy trở thành là 1 âm 2 ta 0. Bấm dấu bằng nha, bấm dấu 10 nữa. Rồi, chỗ đây thiếu x, x thì nhập số 0. Đây, 0 này, bằng này. Đây là -1 1 210 đúng không? -1 1 210. Rồi. Như vậy thì x của chúng ta bằng 310 này, y bằng 150 và z bằng 360. Như vậy thì x ta bằng 310, y là 150 và z là bằng 360. Như vậy ta kết luận vậy, Lan phải trả Hà bao nhiêu em? 150.000 đồng. Minh phải trả Hà đó chính là 360.000 đồng. Đó. Tại vì tổng cộng đây là 820, đúng chưa? Đấy. Như vậy thì bản thân cái chị Hà này là đã bỏ ra 310 rồi. Đây Lan phải trả này và Minh phải trả này. Ok. Đây nghe, vận dụng 1. Xong. Thầy hứa gì thầy sẽ làm cái đó nghe, thầy không hứa thì thôi. Bản chất của thầy là như vậy. Đã hứa thì phải nhớ cái lời hứa và thực hiện cho nó đầy đủ. Còn không hứa thì thôi. Chứ đừng nói qua loa thì nó cũng rất là khó. Nên là cái mong hóa thì đâu dám hứa đâu. Tại vì một mình thầy thì cảm giác là thầy không đương đảm đương lại hết các em. Bây giờ thầy chỉ mong sao quay toán cho nó xong sách giáo khoa kỳ 2 với lại chuyên đề này cho xong cái đã. Rồi mình tính tiếp. Mình tính tới hóa các em. Chứ giờ một mình thầy là thầy không có cách nào khác các em ạ. Rồi bây giờ tiếp tục qua hai bài tập của phần cánh diều nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, đây là bộ cánh diều em nha, bộ cánh diều. Ta sẽ làm cho giải hệ này theo phương pháp gâu ha các em ha. Muốn gâu hoặc gâu gì đây, cái kiểu gì cũng được. Tại vì trong cái bộ kết nối tri thức thì thầy đã giảng rất là chi tiết ở 3 câu. Thì sau khi các em hiểu rồi thì chắc chắn ta sẽ giải được cái này theo phương pháp gâu ha. Nhóm 1 cộng 2, 1 cộng 3 và 2 cộng 3. Rồi bây giờ thầy sẽ dùng một tờ giấy nháp để thầy sẽ làm cho các em những cái
bước không cần thiết thầy sẽ ghi ra đây, tương đương nè, rồi ở đây tương đương ở đây đi, và đây đứa cái phương trình thứ nhất bắt buộc phải ghi lại rồi chứ không có cách nào khác em. Với lại phương trình mấy, phương trình 3, bước đầu tiên là phương trình thứ nhất và phương trình 3 phải viết lại. Bây giờ người ta đi tìm phương trình 2, phương trình 2 này người ta sẽ triệt tiêu cái 2x này đúng không, bằng cách cộng hoặc trừ 1 và 2. Thì bây giờ này các em nhìn nè, các em muốn cộng hay trừ? Nếu như các em cộng á thì ngay chỗ này chúng ta sẽ nhân cho âm 2, tại vì âm 2 nhân cho 2x thì sẽ bằng là âm 4x cộng với 4x này sẽ triệt tiêu cái x ở đây. Còn nếu em trừ á thì ở đây chúng ta sẽ nhân 2. Như vậy theo thầy thì trừ đi, ở đây là 4x cộng y trừ 3z cứ để đó, cái phương trình 1 viết lại này. Bây giờ thầy sẽ nhân 2 vô đây, nhân 2 vô đây hết vô đây cho thầy nha. 2x nhân 2 trở thành là 4x, 2 nhân cho 3 là bằng 6y, 2 nhân 2 là bằng 4z, 2 nhân 9 là bằng 18. Ở đây thầy trừ này, trừ ở ngoài nháp để thầy đi tìm cái phương trình thứ hai thầy ghi vô chỗ đây này, hiểu chưa? Cái này làm nháp nha, bằng không này, y này, trừ này, chỗ này là trừ này, trừ với trừ thành gì? Thành cộng. Nghe chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là 1, 1 cộng cho 6 là bằng 7y này, trừ 3 trừ cho mấy, trừ 3 trừ 4 trở thành trừ 7z này, 11 trừ cho 18 là trở thành là trừ trừ 7 này, đúng không? Khi đó chúng ta chia hai vế cho 7 thì nó còn y trừ z sẽ bằng âm 1. Xong chúng ta ghi là ghi cái này này, ghi cái này cho thầy. Ở đây chia 7, đây chia 7 và đây chia 7 này còn là y trừ z trừ 1. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ ghi là y trừ z thì bằng trừ 1. Xong, hiểu chưa? Hiểu cái bước đầu tiên như nào? Đấy, rồi tại sao nó có ở đấy thầy đã giải ở ngoài nháp này. Rồi tiếp, phương trình thứ nhất chắc chắn phải ghi lại, phương trình thứ hai này phải ghi lại. Rồi bây giờ chúng ta tìm phương trình thứ ba này bằng cách này, bằng cách này như này. Bằng cách ta sẽ lấy 1 cộng hoặc trừ cho 3, 1 cộng hoặc trừ cho 3 từ chỗ này. Ở đây là x mà đây 4x, thầy sẽ nhân ở đây cho 4, thầy sẽ trừ tiếp. 4x cộng y trừ 3z bằng 11 cứ để đó. Bây giờ thầy nhân ở đây cho 4, ở đây nhân 4 nhân 4, ở đây nhân 4 thì ra được là 4x cộng 4y cộng 4z, 4 nhân âm 3 là bằng âm 12, ở đây trừ. Trừ nha. Rồi. Như vậy các em lấy 4 trừ 4, x là bằng 0. 1 này, nghe chỗ đây không, người ta không ghi nghĩa là 1 này. 1 trừ cho 4 là bằng âm 3 này. Trừ 3 trừ 4 trở thành là âm 3y chứ, trừ 7z. 11 trừ với trừ thành cộng này, trừ với trừ thành cộng nghĩa 11 cộng 12 là bằng 20, 23. Cái này không rút gọn được nên cứ ghi lại. Rồi ghi thằng này vô đây, trừ 3y trừ 7z sẽ bằng là 23. Rồi ok, tiếp tục tương đương tiếp phương trình 1. Các em hiểu không? Nguyên tắc các bước làm đã hiểu đúng không? Phương trình 2 ghi lại, không có làm hết. Rồi bây giờ này, thầy sẽ cộng 2 và 3, cộng hoặc trừ. Ở đây âm 3y mà đây là y thì chứng tỏ thầy sẽ tiến hành cộng. Nghe thầy, để cộng thì để loại cái âm 3y này ra thì thầy sẽ nhân ở đây cho 3, ở đây nhân 3 và đây nhân 3. Thầy nhân 3 vô ở phương trình 2 đây nha. Như vậy thì ở đây ra được là 3y trừ 3z và bằng âm 3. Tại vì ở đây thầy nhân 3, nhân 3 và nhân 3, ghi phương trình 3 lại. Rồi ở đây là cộng này, hai này cộng lại triệt tiêu bằng 0 này. Âm 3 cộng cho âm 7 thì bằng âm 10 này, z này, đúng không? Âm 3 cộng cho 23 thì bằng 20, đúng chưa? Như vậy thì ra được là âm 10z sẽ bằng 20. Bây giờ đã ra theo kiểu tam giác chưa? Đây, những cái này làm ngồi nháp cho thầy, được không? Chứ mà làm vô trong đó thì các bước nó sẽ nó lẫn lộn với nhau thì chả biết đâu mà lòng kẹt. Thì tới đây thì giờ ra này, tới đây ra rồi, đúng không? Bây giờ này, nhìn này, chúng ta làm từ dưới ta làm lên. Ngay chỗ đây z sẽ bằng mấy? Ngay chỗ đây z 20 chia cho âm 10 thì z sẽ bằng âm 2 này. Thế vào chỗ đây, thế chỗ đây như vậy y cũng ta sẽ bằng âm 1 cộng cho z, nghĩa là âm 1 cộng ở đây cho âm 2 thì kết quả đây bằng âm 3. Hiểu không? Hiểu chưa? Sau âm 3 xong, chúng ta thế vào ở trên đây, ra được là 4x cộng y, y ta là bằng âm 3 trừ 3z, âm 2 sẽ bằng 11,
Rồi ok. Như vậy Z đi bằng âm 2 này, Y bằng âm 3 này, X bây giờ chúng ta tính nhẩm luôn nha. Chuyển qua đây 14 này, đây là âm 6, âm 6 âm 3 là âm 9 đúng không? Âm 9 chứng tỏ là ở đây 4x, âm 3 chuyển qua đây là 14 này, cộng vô cho 3 là 14 này, âm 3 cái chỗ đây người ta cộng lại bao nhiêu âm, từ thôi làm cho nhanh quá lại không hiểu nữa. 11 chuyển âm 3 này qua thành cộng 3 này, âm 3 nhân âm 2 là bằng 6, chuyển qua trở thành đây là trừ 6 này, 10 đây là 8 đúng không, đây là 8 chứng tỏ làm bước nữa đi. Như vậy x này sẽ bằng 2 này, y bằng âm 3 này, và z đi bằng âm 2 này. Đây ta ghi là về vài hệ phương trình đã cho có nghiệm. Như vậy x, y, z ở đây sẽ bằng là 2, âm 3 và âm 2. Xong. Câu thứ nhất. Rõ chưa? Các bước làm thầy không bỏ một bước nào. Thực sự game luôn, rất chi tiết luôn. Còn cái này thì bấm máy tính một phát một thì ra cho máy game. À. Đấy. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 2 nha. Quá chi tiết, quá dễ hiểu luôn. Cứ làm như vậy nha. Thầy nghi luyện tập 2 này chẳng vô nghiệm này. Thầy sẽ làm nhanh. Đề bài các em ghi lại nha. Phương trình đầu tiên chắc chắn phải ghi lại rồi này. Phương trình thứ 3 ghi lại. Đó, cứ cách làm là như vậy. Đầu tiên cứ 1, 3 ghi lại. Bây giờ tìm phương trình thứ 2 này bằng cách là gì? À, chúng ta sẽ tiến hành là triệt tiêu x của phương trình 2 này. Như vậy đây là x mà đây là âm x, chứng tỏ chúng ta cộng. Ồ, cái này không cần phải nhân nữa. Các em cộng lại luôn. Đấy, cộng lại lát này cộng đây triệt tiêu 2y cộng, chứng tỏ đây là 3y trừ 4z đúng không? 5 cộng 3 là bằng 8 này. Nó khỏe cái là hai này không cần phải nhân hệ số để triệt tiêu nữa. Rồi. À, bước thứ 2 là cái phương trình thứ nhất cứ ghi lại này. Phương trình thứ hai này ghi lại này. Bây giờ để tạo cái phương trình thứ ba thì chúng ta sẽ lấy đây. Lấy phương trình 1 này. Ồ cái này dễ ha. Bây giờ lấy 1 trừ 3. 1 trừ 3 thì lấy x trừ x này bằng 0. X trừ x này bằng 0 đúng không? Đấy. Lấy 1 trừ 3 này, lấy này trừ này bằng 0 này. 2 này, 2y này, trừ với trừ này. Chỗ đây trừ này. 2 trừ với trừ thành cộng nghĩa là 2 cộng 4 là bằng 6y này. 6 trừ với trừ thành cộng này trở thành là 8z này. 5 này, 5 trừ cho mấy? 5 trừ cho 13 là bằng là âm 8 này. Đấy, ok chưa? Bây giờ rút gọn cái đã, rút gọn. 2y cộng 6z bằng 5 này. Bây giờ các em không muốn rút gọn. Từ. Ở đây cộng chứ. Chỗ đây này, chỗ đây cộng đúng không nha? Đây cộng chứ sao trừ? Tại vì 6 hồi nãy chúng ta cộng thì 6 cộng cho âm 2 thì nghe chỗ đây cộng chứ. Thầy xin lỗi chỗ đây nha. Rồi, bây giờ này. Bước thứ 3, triệt tiêu y đây. Thì đây 6y thì thầy nhân ở đây cho 2 này, nhân đây cho 2 thì trở thành cũng 6y cộng 8z và bằng 16 này. Ở đây 6y cộng 8z là bằng âm 8 này. Rồi, bây giờ trừ thôi. Như vậy x cộng 2y cộng 6z bằng 5. Các em thấy hai bên này giống nhau mà hai bên này khác nhau, chứng tỏ nó vô nghiệm rồi, trừ nhau. Thôi cứ ghi cái này lại. Rồi. Như vậy thì cái này nó ra là 0 sẽ bằng là 16 trừ cho thằng này là bằng 20 mấy? 24. Cái này vô lý. Chứng tỏ là hệ phương trình để cho vô nghiệm. Vậy thôi. Thầy nghi rồi mà, đúng không? Còn một cái luyện tập 3 nữa nha, ở phần cánh diều này. Được chưa? Còn một cái luyện tập 3 nữa nha, chờ thầy lấy tờ giấy nha.
Chờ thầy lấy tờ giấy. Để lỡ làm cho em thì phải làm hết cho em chứ đúng không? Rồi đấy, biết hỏi ai. Rồi, cái này luyện tập 3 này cũng như vậy, chúng ta cũng sẽ ghi vô đề chúng ta ghi lại nha. Ở đây là x cộng y, thầy làm nhanh một chút. Rồi, cái phương trình 3 này ghi lại. Bây giờ thầy sẽ làm ở cái phương trình này. Ở đây x, bây giờ ở đây không có x thì thôi, như vậy thì nó đã có z trừ này rồi thì thôi hả? Thì bây giờ nghĩa là chúng ta không bỏ qua cái bước là 1, 1, 2, tại vì đây nó trừ tiêu x rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước là 1, 3 thì chúng ta cộng này, ta lấy 1 này, phương trình 1 này cộng phương trình 3, thầy làm nhanh ở trên đây luôn. Nghĩa chúng ta lấy cái này này, cộng như này. Tại sao thầy biết cộng? Tại vì x với âm x này cộng lại là trừ tiêu bằng 0 này, nên ta lấy y, y cộng y này, y 1 y này cộng 2 y này, chứng tỏ đây bằng 3 y này. Z hạ xuống là bằng 3, âm 3 z này, âm 1 cộng 1 bằng 0 này, đúng chưa? Như vậy thì từ đây ta tương đương là x cộng y trừ 3 z bằng âm 1 này, y trừ z bằng 0. Như vậy ta ra chỗ đây, ta lấy 1 cộng 3 thì nó cũng sẽ ra là 3 y trừ 3 z cũng bằng 0. Từ đây ta tương đương là gì? X cộng y trừ 3 z bằng 1, y trừ z bằng 0. Cái này người ta rút gọn cho 3 thì cái này sẽ là y trừ z bằng 0. Như vậy hai thằng này giống nhau, hai này giống nhau thì chứng tỏ hệ này vô số nghiệm rồi này. Các em hiểu không? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra đây là x cộng y sẽ bằng thể loại trừ 3 z sẽ bằng 1, và cái này sẽ là y sẽ bằng z. Y bằng z, chúng ta đặt đi, đặt z theo phương pháp của cái âm chấm dương này, đặt z bằng t. Đúng không? Ta đặt z bằng t thì cái này nó từ đây chúng ta tương đương này, y sẽ bằng z, chứng tỏ x này, x sẽ cộng y sẽ bằng t này, trừ đây cho 3t này sẽ bằng 1 này, y bằng z và đây sẽ bằng t này. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tương đương ở đây là x sẽ bằng là 1t trừ 3t là bằng âm 2t, trở thành là cộng ở đây là 2t này, đúng không? Như vậy y bằng t và z đây sẽ bằng t. Như vậy thì chúng ta kết luận là vậy, hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm, vô số nghiệm x, y, z. Ở đây tương ứng ở đây bằng x của ta là gì? Đó chính là 1 cộng 2t, y ta là bằng t và z ta cũng sẽ bằng t ha. Với t sẽ thuộc là gì? R. Vậy thôi, luyện tập 3 nghe. Ok chưa? Như vậy thì trong clip sau thầy sẽ làm cho em ở phần 3 nữa là xong, là phần sử dụng máy tính bỏ túi cầm tay để mà giải cái phương trình bằng nhắc bài ẩn này. Thì cái này thầy làm rất nhanh, tại vì bản thân cái máy tính thì thầy nghĩ việc giải phương trình hoặc là bóc phương trình thì đối với ví dụ máy tính Casio FX580VNX thì quá đơn giản ha. Ok, xong ha. Clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt, bye bye. Yeah.